mấy chú cháu cặp ghe vô uống nước trà. Có ly gì lấy cho ngon cái. Dạ được rồi chú. Có hai cái rồi mà. Chú Tư đi đỡ không chú Tư? Hả? Chú đỡ không? Trời ơi chắc chừng không được ký rồi. Ít quá hả chú? Ờ cá người ta cái không à. Có luôn khuy á, khuy 2-3 ký rồi. Dạ. Khuy nhiều. Một cái còn không có. Ít quá hả? Không to lắm. Khuy nè. Khuy nhiều. Khuy nhiều. Khuy nhiều. Khuy nhiều. Khuy nhỏ nhỏ không? Nó gần ký không? Hả? Trời ơi, luôn. Ký không? Dạ được. Được ký không? Được không? Được ký ạ. Đó. Còn bao giờ bắt sao ta? Đúng rồi. Qua đây đúng rồi. Ký ngon rồi đất. Làm cái nữa ca luôn. Đúng hết rồi đồ đi. Không còn chín cái lộn không nghĩ rồi đủ. Chín cái nữa chứ. Rồi cái nào bỏ ghe đi ổng cho mau đụng với tổng không ra. Bình dữ lắm á. Đâu móc mà. Con lộ không à. Có bên mà. Mình đó. Vô. Lộ bỏ ghe đó lộ tống thầy tổng lộ ra. Bình dữ lắm, không vô được cực lắm. Lúc mình ép rồi nó. Rồi ép hết không à. Cái bỏ ghe đi mình đâu. Người nhà cha máy người dạ, người chứ dạ. Có người hai người mà ghe nhỏ nhỏ này ba người bình thường cái đâu ghe tao lớn quá dài quá đậu mà hẹn chỗ luôn.
phi nhảy cái gà đưa ra cái có ra có ốc không phải vậy có ra không có con cá trở lóc nào trời vô phi chiếm lĩnh hết luôn. Cái nằm ngang xẻ gai khó cô chú cũng bị đổ nữa hả? Hả? Nó đổ lọt của chú hả? Nó đổ rồi nó kích đó. Dạ. Lật qua chứ lật lại sao nháo. Năm nay lục bình đỡ chứ năm rồi lục bình quá trời hả chú ba? Chạy qua hên thôi lục bình ít nè chứ lục bình nhiều không biết chạy sao luôn không ngồi cứng xong luôn có chút chết con này con chết con mới hôm qua hôm kia mà con này thì nó cắn nó cắn ở con kia người ta có cua cua không có để cho cua vô bỏ vô thùng này hay chứ ô cái vợ chú bị lủng ha chú ba lủng ở trên để quên cái lọt ra hết đây
Nay cá chạy chắc ít hơn năm rồi chứ. Năm rồi thấy nhiều. Ngon ghê. Mùa này mà cá cũng còn nhỏ nhiều quá. Cuối vụ nước luôn rồi mà. Con nhỏ nhỏ nhỏ. Ồ, cũng khá khá. Có chút cá chê hả? Bự không chút? Bự hả? Ồ, hai con chê vàng cũng ngon. Chê dai hả chứ, chê vàng hả? Con hái cá này nướng. Con chê dai, con chê vàng. Chú không lọc nó hả? Không, bỏ mà nó không có. À, cái này là chắc chi dai nè, bán không có được giá chứ. Ừ. Mình thấy chú bỏ qua đây nè. Cái này bán được mấy chục ký chú ba. Giờ cho con này không có. Chê này nấu chua ha, nướng cũng ngon, nướng mắm gừng á. Còn cá lóc nữa chú. Đảo. Ồ, ba con phi nè. Sống tàu để chạy rớt lọt xuống chút. Rớt lọt được luôn. Quẩn quá kẹt. Hai con. Hai con lóc nữa. Còn đi số con cá lóc trước đi.
còn rô phi sao cũng được. Rồi cái gai phi bằng ta xe không? Phi bự. Nãy giờ mới thấy nhé. Hết ra cũng được vậy, đỡ khổ. Bây giờ mới thấy một cặp. Nó quấn đó mà nó có cũng mà nhiều ký hay chứ cũng mau luôn. Không có con nào mà quy xong. Vô ra thì từ mà nó vô đây chắc cũng được nửa ký à. Có vô trong giận ra rồi đâu có bỏ gì một con nào đâu. Dạ. Nửa ký hơn nửa ký à. Từ mà giờ vô đây luôn. Vô hết chú.
2 con, 3 con. Gọi tới 1 con. Đó là vui rồi. Dễ gồ gồ tinh. Khó luôn hả chú? Trời chất lát. Nay hai chú cháu đi hơi bị thắt. Dạ, cái này cũng là cái cuối cùng rồi cả nhà ơi.